này vừa bạc mà vừa có cái móng gấu. À, tủ này nguyên cái tủ là bạc không à, bạc với hổ phách với mấy cái đá không nha. À, mấy đá xanh xanh này, đá chút khôi này nha, đó mấy cái xanh này, này. Đá chút khôi nó bằng bạc không nha, mấy chục đồng chiếc ấy, có cái chè mà. Chào cả nhà nha, giờ em dẫn cả nhà đi chợ, hôm nay trời mưa nè cả nhà thấy không? Đó, sân nó ướt nhẹp hết rồi nè, đó, ướt hết trơn rồi nha, đó. Cả nhà cho em xin một like và đăng ký kênh cả nha, để em có động lực em làm những video độc lạ cho cả nhà coi nha. Giờ mời cả nhà theo em nha. Đó, giờ người ta đang bán nè. Cái này có đu đủ nè cả nhà, cốc nè cả nhà. Cốc rồi ba cây nhãn nữa nha, nhãn ổi là tùm lum, bơ rồi mấy cây lan nữa nha, đủ thứ. À, đây bông hoa quá trời nè, ở Việt Nam mình đang mua bông hoa đó. Và cái này ớt, ớt đủ kiểu á. Cái này là của người Việt mình nghe cả nha. Đó, người Việt mình đang bán đây, người ta đang dọn nè. Đó, dàn hàng này của người Mỹ, người ta đang dọn đồ ra đây nha. Đó. Đây cũng vậy, đây thì cũng của người Mỹ dàn hàng là bán khoai nè nha. Bán khoai, bán bơ rồi, bán ớt rồi. Rồi bán ba cái dâu rồi nè. À, dâu rồi đồng hộp nha, có dừa khô nữa, dừa khô 7 đồng trái nha. Hai anh Khương, dừa này 7 đồng trái nữa nha. À, rồi xoài nữa. Hai anh Hải, dạ. Ở à, đây nè cái nha, quần ha, quần áo giày dép rồi nhóc hết trơn, giờ người ta đang bu ra cái nha. Đó. À, quần áo đồ cũ rồi nè, 5 đồng cái này nha, trên bàn 5 đồng nè nha. Đó, giờ người ta đang đi nè, đi nhiều lắm. Ở đây cũng vậy nè nha, đó, đồ giờ đang ra nè. Đó, quá trời người bu luôn, mênh mông người nha cả nhà. Đó, nhóc người hả. Đó, đây nữa nè. Đó, đây mấy đồ cũ nữa nha. Này là cái mày đai huy chương rồi nè, phon LG nữa nè. Đây mấy cái camera cũ đó. Ủa cái gì cái dít đi qua khoa của mình. Đây xoong nồi chén chảo cả nhà. Rồi đây nữa nè, ba cái đồ linh tinh trong nhà nhóc hết cả nhà. Nhiều lắm. Đồ linh tinh chợ này nó bán nhiều lắm cả nhà. Bữa nay trời mưa gió không cả nhà. Trời này trời gồn quét cả nhà. Bữa nay sáng nè. Sáng sớm ta đi đồng lắm cả nhà. Đó. Ăn cơm là đi đồng dữ lắm. Ở bên đây này, cũng đồ trong nhà không nhau nè, nhóc hết đồ trong nhà. Giọng nó nè cả nhà. Cái giọng nó nè, iPhone nè, iPhone 7. Thượng vàng hạ cám đó nha. Thượng vàng hạ cám hết trơn. Có nhiều người lắm đây nha. Mưa nè cả nhà thấy không? Mưa nè, ướt đường hết nè. Đó, đường nè. Mưa động dũng hết trơn nha. Okay.
người ta vẫn dọn ra bán cái nha. Trời thì chuyển đen thui à. Ở nhà đi chợ Golden West này đi sớm nha nha, đừng đi trễ, đi trễ không có đồ, sáng lái nhiều lắm cả nha. Đây nữa giày dép rồi nó cũng bán nè. Bán giày nè. Giày trên này 5 đồng đôi nữa nha. À, giày này trên đây thì 5 đồng đôi. Ở đây thì bán bánh trái nè nha. À, đây bán bánh trái của người Mỹ, gia hàng này của người Mỹ. Bên kia là bán đồ ăn tắc cồ quá nha. Mấy người Mỹ thích tắc cồ lắm. Tôi thích ăn mấy cái món gọi là tắc cồ ở đây nha. À, đây cũng quần áo nữa nha. Đó. Giờ người ta đang dọn ra là nhiều người đi lắm. À, đông người đi. Đây là CD nữa nha. À, mấy cái băng CD nữa. À, ba cái đồ nghề nữa nha. À, CD đồ nghề đó. Đồ nghề nhóc hết. Xe đạp nữa nha. Đây xe đạp nữa nè. Xe đạp rồi quạt gió nè. Dưới đây cũng đồ nghề không à. Rồi dưới đây đồ nghề không nữa nha. Đây có hai cái bình Satsuma cổ nữa nha, đắp nổi nữa nha. Dễ gồng đẹp lắm nè. Đồ này đồ xưa lắm rồi nha. Đó. Đây cái lớn nè, đây cái nhỏ nè nha. Dễ Phật cơ mà mấy ông Phật nữa nha. Đắp nổi gồng luôn nè nha. Mộc là mộc xưa nha, Satsuma nè nha. Đồ này đồ xịn nha. Xịn lắm luôn ở đây nè. Trong này nó đang thui nè. Xịn lắm luôn. Hold for me, I look by more. Yeah, hold for me, okay. Oh, yeah, okay. Thank you. Đây đây nha, mấy cái đồ Nhật không. Đây có mấy con cá heo nữa. Đây bằng pha lê. À, rồi có xanh trắng nữa nha. À, xanh trắng. Xanh trắng không. Đây cái nón samurai nha. Nón samurai bằng sắt nặng lắm. Ồ, nó là cả chục ký. Đây thượng vàng hạ cám coi, cả nhà nhớ lục lục trong mấy cái thùng vậy nè cả nhà. Đó. Bữa nay đem đồ Nhật chưa không? Đồ Nhật quá trời đây nè, để dưới đây nè. Nguyên xét như này nha. Đó. Nhà nhớ lục. Nữa.
Đây cũng đồ Nhật luôn cả nhà. Quá trời đồ Nhật luôn. Gì đây? Gì đây? Anh chào anh, cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn. Đồ này cũng đồ Nhật nguyên bộ. Bộ chén dĩa Nhật. Đây là cái nhà dĩa Nhật nè. Đó cái khay Nhật này cả nhà, đó đồ Nhật này cả nhà, đó. Nhật này cũng mấy chục năm rồi cả nhà, 30-40 năm, chưa bao giờ đặc biệt không. Đây có mấy cái đá mà bồ này nhé. Đá mà bồ. Đây là cái nhà, đây nè. Bồ chén, dĩa nè. Cả nhà thấy không, nó còn quấn trong đây nữa nè. Đó. Cái ly Nhật này cả nhà, ly Nhật xưa này. Katsuma cổ lắm luôn cả nhà. Cái này 4 cái 10 đồng cả nhà. Này một cái quỳnh trà nhỏ nữa cả nhà, với một bộ chung trà nữa nè. Một bộ này là 10 đồng cả nhà, 4 cái 4 món này. Đồ xưa nha, đồ thiệt cổ luôn. Chốt nghe nha, chốt chốt. Đây nè cái nhà, bên đây nữa nè, ta cũng đang bày bán nha nè. Trên đây là ăn đồng món nha nha. À, trên đây là ăn đồng món. Cái máy Poling hồi xưa nè cái nhà, nhắn bíp 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 nè. Nó ai hồi xưa ai xài mấy cái máy nhắn tin nè. Máy Poling nè, cái này xưa lắm rồi nha. Giờ cũng mới, y chang như mới. Đã. Đinh ốc rồi nha. Chợ mưa gió thì người ta vẫn đi cả nhà. Ở đây bán thảm đó cả nhà. À, quá trời thảm luôn. Thảm lớn, thảm nhỏ thì cũng có. À, máy giặt, máy sấy đó nè cả nhà. À, cái xuồng cá giắt này, xuồng cá giắt đi câu cá cũng bán luôn nha. À. À, máy giặt, máy sấy đó nè. À, xe đạp điện rồi cũng bán luôn nha. À, quần áo. Quần áo nó cũng dục dưới đây đầy hết, quần áo vô sắp. À, bên kia nó có computer kìa. Computer, bàn ghế rồi quá trời. Đây giày dép, áo. Ô, đây có nguyên cái bộ Nikon N6 6006. Ừ, camera, đây xe đạp điện nha. Đây đồ chơi nữa nè. Đó, nhóc đồ. Đây đồ nghề nè. Đó, dụng cụ đồ nghề nè. Đó, đồ trong nhà không xài nó cũng đem ra nè cả nhà. Đồ không xài trong nhà cũng đem ra quá trời.
này, cái tai nghe này cả nhà, tai nghe bằng bluetooth đó. Và cái đồ quần áo đèn đuốc rồi nha, áo đèn đuốc rồi nhóc. Đây người ta bán mấy cái game này cả nhà, à, mấy cái Pokemon rồi này, áo quần áo rồi này. Đây về quần áo vỏ sắt không nữa, nhiều lắm đó, mấy cái chậu bông chậu hoa cũng đem ra bán đầy hết. Trên đây thì giày dép đồ trong nhà không xài nữa nha. Chưa thấy gì độc lạ nữa nha. Ở trên đây ta dọn là cái xe này gọi là xe moving rồi cái nha. Đó. Đây nó bán cái máy tính tiền hồi xưa này nha. Đó. Cái máy tính tiền hồi xưa này, nó tính bao nhiêu cái nó nhảy số lên nha. Tính tiền như là nhảy số nha. Đây mấy cái game tower này cái nha. Game tower. Đó, đây là con ngựa nè, ngựa bằng inox nha. Ngựa bằng inox đẹp lắm. Đó. Ngựa bằng inox, cái đồng hồ này mặt men này nha. Mặt men xưa nè. Loại này của Đức hay gì đây nè. Đó, có cái còn cái thớp ở trên nữa. Có cái chạm tự luôn nè. Germany này cả nhà, đúng của Đức này cả nhà. 1899 Germany. Ở trong đây nó cũng đang dọn rồi nha. Dọn cho người ta bán trên đây nữa. Cái gì đây? À, vỏ sò, vỏ bầu ngư. Vỏ sò, vỏ bầu ngư thôi cả nhà. Đây là quần áo. Today ok? I'm very perfect. Okay. Đây đồ nghề. Quá trời đồ nghề. Cái này là Gobi, cái nhà màu xanh này nó dở nha. Chỉ mua màu đỏ thôi. Mai Quốc Kỳ nè, mà mua màu đỏ này tốt nha. Màu đỏ tốt. Màu đỏ hoặc màu vàng. Đó, hai màu đó cả nhà thấy thì cứ mua đi, rẻ là mua đi. Còn cái màu xanh lá cây này nó xài dở, xài được vài lần là hư. Hi bud. Nice shop today. Raining, yeah, today raining. Ở đây có cái đàn cầy bằng bạc nè, đẹp lắm cái đàn cầy. Đây toàn là bạc không cả nhà. Đó. Bạc không vậy đó. Đây này nó vừa bạc mà vừa có cái móng gấu. À, tủ này nguyên cái tủ là bạc không à. Bạc với hổ phách với mấy cái đá không nha. Đó, mấy đá xanh xanh này, đá chuột khôi này nha. Đó, mấy cái xanh này nè. Đá chuột khôi, đá bằng bạc không nha. Mấy chục đồng chiếc ấy, có cái chờ 1-200 nữa đây nè. Đó, đá chuột khôi này nha. Bữa có cái bác nào kêu quay đá nè, đây này. Đó. Đá chuột khôi, đá này người ta thích lắm. Mấy người Mexico với mấy người Mỹ cả nha, người ta thích loại đá này lắm, đá xanh nè. Của mình kêu bằng đá công. Đá con công, còn cái này là đá bên đây nó kêu bằng đá chuột khôi, vàng nữa nha. Vàng nhỏ nhỏ này dốc hết rồi, ở đây là đá không nè. Ở đây sang hồ đỏ này. Như vàng dụng dụng luôn. Thank you, thank you. Đây quầy nước cả nha. Quầy bán nước, bán chip rồi nè. Giờ người ta vẫn đang đổ đồ ra cả nhà. Trời mưa mưa chứ người ta vẫn đổ đồ ra cả nhà. Sáng sớm ở nhà thấy đây ông xe không à. Cây xăng bển cũng tự đổ cả nhà. Xăng cũng phải tự đổ, không ai đứng ra đổ cho mình nữa. Đồ nó cũng đang đem xuống nha. Đây này vàng nhẫn Mỹ nữa nha. Ở đây có cái chiếc nhẫn Mỹ nè, không biết phải bằng vàng không. Cả nhà thấy không, đó có chiếc nhẫn Mỹ đó. Chiếc lớn, chiếc nhỏ.
Ít rồi go. À, how much? How much is this? This one? Yeah. How much? This one? 700. Oh, 700. 700? Oh. How many gram? How many gram? 40. Ah, 14, yeah, 700. Kilo, yeah. Oh, okay. Thank you. Thank you, man. Thank you, man. You're welcome, my friend. 700 cái nha, 714 gram cái nha. Nó có 14 gram mà nó bán tới 700. Đây nè nè nha. Nhóc á. Đây có mấy cái vỏ kiến. Này bình Nhật nè cả nhà. À không hết rồi đi. Chi đâu là? Cái bình Nhật này có 3 đồng rồi cả nhà, đó. Nó không tới 16 triệu đâu nghe cả nhà. Có 3 đồng bạc thôi nè. Nó mất cái năm. You had a leak? No, oh yeah. Thank you. Hey, look at the leak. Yeah. Đây có cái laptop này nha. Oh, laptop bảy cái. Còn cổ file. Cổ file bị bể cái màn hình này không mất. I'm not sure if it's working, so that's why I'll give it to you for 10 bucks. 10 bucks? Yeah. Ừ. Cái này 10 đồng còn iFi cả nhà. Ok, I take it. Yeah. Nó bị bể cái góc màn hình chút mất 10 đồng. Oh yeah. Ok. Này 3 đồng giờ nó còn bán 2 đồng rồi cả nhà. À, có mộc rồi đó. Cái này là mộc của Kutani cả nhà. Kutani dễ dàng hết đó cả nhà. Nó bán 2 đồng thôi. À, 3 đồng giờ nó mới được. Oh yeah yeah yeah, thank you, thank you. Okay, this okay, I take it. You have the charger? No? No, I don't. Okay, okay. $10. Okay, so. Thank you. Đây có con đeo nữa này nha. Con này con đeo này nha. Ai truyền mà thế hệ thứ 8 rồi nha. À, con này. À, con này là thế hệ thứ 8 nè, ai truyền theo nè. Con đeo mà không có chạc cả nha. Nó bán 10 đồng luôn cả nha. Con này là cũng đời mới lắm nha. IQ nhưng mà nó thế hệ 8. Chốt hết nghe nha. Rồi chốt luôn hai con laptop nha. Chốt luôn. Rồi sorry.